Dạ, em xin chào cả nhà. Hôm nay em còn 5 cái cốc Ki 5 canh trắng Phú Thọ. Đấy. Chỉ còn 5 cốc đều đều nhau như thế này thôi. Thì cái này em bán là 400.000 một cốc này, một Ki này. Hàng này thì nó đều ra hoa hết rồi. Cho nên là anh chị yên tâm. Nó được khoảng cái này thì nó được khoảng 5 phân rồi, 5 cm, và đều thắt ngọn hết rồi, thắt ngọn mà đang mập thân hết rồi. Cái này thì khỏe, cái này thì mình về mình chờ năm sau nó lên mầm thì rất là khỏe. Nam Nguyên Trắng Phú Thọ trước thì cái giá nó cũng cao ấy, nhưng bây giờ thì nó giá nó hạ rồi, cho nên là anh chị nào có nhu cầu mà mua sưu tầm chơi thì liên hệ với em để cho em giao từ 1 ki. Còn anh chị mà lấy hết 5 ki thì 5 x 4 20 là 2 triệu, 2 triệu thì lấy hết 5 ki thì em giảm còn 1 triệu 9. Đó. Cái số điện thoại của em là 0963 090463 hoặc là 0944 252463. Hiện tại em cũng giới thiệu thêm là bên em hiện tại bán thêm cả cái hạt giống hoa nữa, hạt giống hoa và hạt giống rau, chủ đạo là hạt giống rau. Nên là anh chị có nhu cầu trồng rau sạch tại nhà thì liên hệ ủng hộ bên em. Em cảm ơn.